Tin chi tiết lộ chấn động về tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Mới đây nhất, khi xem ra số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý tinh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, là một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong năm này. Được trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vua báo, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Nếu như quý tinh chủ hữu duyên xem được video này. Về vận trình của quý tinh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để nắm bắt được 3 cơ hội vàng đến với mình? Làm sao để giải hung hóa cát? Thì ngay sau đây, xin mời quý tinh chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng. Giáp Thìn, sinh năm 1964, hay còn được gọi với cái tên khác là Phục Đầm Chi Lâm, tức là con rồng ở trong đầm. Năm sinh dương lịch, từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến 31 tháng 1 năm 1965. Năm sinh âm lịch, Giáp Thìn, thiên can giáp, tương hợp, kỷ, tuong, hình, mậu, canh, địa chi, thìn, tam hợp, thân tí thìn, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Mạng phú đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, ông quan đế độ mạng. Giáp Thìn nam mệnh với nạp âm hành hỏa, do can giáp mộc ghép với chi thìn thổ, mộc khắc nhập thổ, thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều trở lực và nghịch cảnh ở tiền vận, cũng có may mắn, song phần lớn do nghị lực cùng sức phấn đấu của bản thân để vượt qua mọi chướng ngại. Từ trung vận đến hậu vận, cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp của ngũ hành giữa nạp âm cùng chi lẫn can, cộng thêm nghị lực, kiên cường và ý chí tiến thủ của bản thân. Người tuổi Giáp Thìn được Dược Sư Như Lai ban phúc đức, Long Thù Bồ Tát ban trí tuệ, Tỳ Sa Môn hộ mệnh và Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Người tuổi Giáp Thìn nam mệnh thông minh, ngoại giao giỏi, dễ làm quen với mọi người, họ thường hưởng thọ ngoài 70 tuổi trở đi. Nam mệnh tuổi Giáp Thìn là người thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung, độ lượng, tràn đầy sức sống, phản ứng nhanh nhạy, họ thẳng thắn nên không thích gây chuyện thị phi. Họ tự kiêu, thanh cao, song lại thành thật, họ tự cho mình là trung tâm, song lại rất có khí phách. Họ xử lý công việc một cách quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một việc nào đó thì thích bắt tay thực hiện luôn. Họ có tinh thần trách nhiệm, năng lượng dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin trước mọi việc. Họ biết suy luận, giỏi tìm tòi, có tài lãnh đạo, khá bị động trước tình yêu, song chuyện yêu đương của họ lại tiến triển rất thuận lợi. Người tuổi Giáp Thìn nam mệnh được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc, song trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều người sẽ phải trải qua nhiều gian truân, vất vả, có người vì mưu sinh hoặc vì công danh và dục vọng thôi thúc đã thể hiện ra bên ngoài rất rõ bằng cách thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nơi làm việc hoặc cơ quan liên tục. Họ có điểm chung là gặp thời vận mà giàu có phất lên bất ngờ, đổi đời, trở thành đại gia trong phút chốc. Phần lớn người tuổi Giáp Thìn thích đi ngao du đây đó và tất cả các chuyến đi của họ đều tỏ ra thành công, vừa ý. Trong cuộc đời họ, thường có đầu óc quy mô làm ăn lớn, tuy nhiên lại chỉ thành công khi tạo dựng được đội ngũ thân tín. Chính vì vậy, phải xây dựng những mối quan hệ tốt, giàu vì bạn, sang vì vợ, còn tiếp tục chơi với những kẻ tiêu cực và đổ lỗi thì đời còn khổ dài lâu. Nhìn chung, cuộc đời tuổi Giáp Thìn vẫn có nhiều may mắn, được quý nhân tương trợ nên mọi việc đều đạt được tốt đẹp. Tuổi Giáp Thìn thời trẻ, do tính cách cố chấp nên gặp thất bại là thường vì cái tôi quá lớn. Không bao giờ nhận sai về mình, họ thà chịu khổ, còn hơn là thay đổi bản thân nên tất cả bất hạnh của tuổi trẻ đến từ đây. Tới tuổi trung niên, người này dần trở nên chín chắn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, hậu vận may mắn tốt lành, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Người tuổi Rồng sức khỏe dồi dào, tuy nhiên cần chú ý các bệnh liên quan đến dạ dày, khi ra ngoài luôn phải chú ý an toàn.
Trong tình yêu, đây là người bị động, đàn ông tuổi Giáp Thìn chu đáo, nhẹ nhàng, trời sinh nhạy cảm nên đôi khi giận hờn vô cớ. Đổi lại, nam mệnh tuổi này lại luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ với những người khác giới, tuy nhiên, trái tim họ lại không dễ gì chinh phục được, dù có rung động. Nhưng những người này thường tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ để lộ tình cảm của mình cho người khác biết, họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, nam mệnh tuổi Thìn yêu thích sự tự do, không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào. Họ vô tư và được nhiều người yêu quý ngưỡng mộ, đàn ông tuổi này khi yêu sẽ luôn cố gắng che chở, bảo vệ cho một nửa của mình. Anh ta dịu dàng, chăm lo cho đối phương từng chút một, tuy nhiên, người này rất hay ghen. Khi kết hôn, đàn ông tuổi Giáp Thìn dù bận rộn với công việc, nhưng họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình mình, bởi đối với họ không có gì quan trọng bằng tình cảm. Sự yêu thương, gắn bó của những người thân trong gia đình, gia đạo của họ được ổn định, khá yên bình, không có biến động nào xảy ra. Với những người nam giới tuổi Giáp Thìn, khi đã tạo dựng được thành quả về sự nghiệp thì không sợ bị đổ vỡ nữa. Tài lộc cũng khá dồi dào. Nói chung, những người này một khi đã tạo được thành quả thì thường là khá vững chắc. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Giáp Thìn trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Giáp Thìn theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Thiên can Giáp thuộc ngũ hành mộc, có mối quan hệ chủ về tương trợ với thiên can Giáp của năm 2024. Năm nay công việc của người tuổi này có được sự hỗ trợ và trợ giúp của quý nhân. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nam mạng năm 2024, thấy công việc kinh doanh dễ liên kết, hùn hạp hoặc phát triển mở rộng sự nghiệp, đây cũng là năm bản mệnh tốt, nên người tuổi này có thể thực hiện những dự định đã vạch, lập kế hoạch cho việc đại sự, mọi việc diễn ra thuận lợi, may mắn và đạt được kết quả. Xét về địa chi. Bước vào năm tuổi, công việc gặp nhiều trở ngại, gia đạo nhiều bất hòa, đương số có xu hướng lao tâm khổ tứ nhiều về con cháu trong gia đình. Vấn đề gì cũng nên nghĩ thoáng, chọn cách chia sẻ hơn là giữ trong lòng. Xét về ngũ hành. Bản mệnh hành hỏa, gặp năm hỏa, thúc vượng hỏa khí, tài lộc có dấu hiệu sinh sôi nảy nở, vận quý nhân tương đối vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức nên dễ thành công như mong đợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của để. Tiểu kết, năm 2024 có thể nói là một năm khá thuận hòa đối với bản mệnh Giáp Thìn, quý bác không phải gặp phải biến cố lớn gì trong cuộc sống. Hơn nữa, sự nghiệp cũng như công việc, dù khó khăn lúc đầu nhưng về sau được thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công. Có thể nói, đây là thời điểm thu hoạch sau khoảng thời gian dài cố gắng từ những năm tháng trước đó. Tuy nhiên, bạn có thể phiền lòng ít nhiều về phương diện gia đạo, con cháu trong nhà, thế nên suy nghĩ thoáng, mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai, xem tử vi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, theo sao hạn. Nam mạng Giáp Thìn năm 2024, gặp sao kế đô chiếu mạng. Sao kế đô là một hung tinh, đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ, sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn. Ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Viết về sao kế đô có câu thơ như sau. Kế đô sao ấy giải đông, chia tay đôi ngả không mong cao phùng, tháng 3 tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc khốn cùng sát thân. Nhìn chung, sau cái đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này, phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn ở nhà dễ gặp tai ương, chuyện thị phi, hay bị nữ giới hại, cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch năm 2024. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, theo niên hạn là hạn địa võng. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc trời tối, không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu. Đặc biệt, lời ăn tiếng nói, dày già, đa đoan. Viết về hạn địa võng dân gian có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu nhầm, mang tiếng xấu.
Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều dữ, làm theo điều lành như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt khi mua hàng phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời, khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua những mâu thuẫn, mọi người đồng lòng, như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời mọi người trong gia đình sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai lúc trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian, thậm chí người đó có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa, đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn thận, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian trộm cắp, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Tiểu kết, hung tinh xuất hiện nên bản mệnh có điềm báo hung họa về sức khỏe, trong năm chú ý việc đi lại, kẻo pha vấp, tai nạn, nặng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Bản mệnh cũng nên cẩn thận trong giao tiếp, tránh thiệt thân hay bị lợi dụng, xuất hành đi xa cũng phải chú ý giữ an toàn. Bên cạnh đó, để hóa giải vận hạn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa, thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, nam mạng. Năm 2024, nam mệnh tuổi Giáp Thìn gặp vận niên Dương hồi ngàn. Dương hồi ngàn, tức là dê được về núi rừng, thỏa chí tang bồng, hoa quả gặp nhiều nơi, cây cỏ cũng tươi tốt mượt mà, tha hồ thưởng thức. Công danh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài, gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi phía trước. Có nhiều tin vui trong gia đình, thêm người, thêm của, nhưng cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường thì mới được bền lâu. Đặc biệt cần cẩn thận khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận trong năm 2024 này, quý bác Giáp Thìn nhé. Thứ 5, xem vận hạn năm 2024 tuổi Giáp Thìn, nam mạng, theo tuổi âm. Thái tuế năm 2024. Tuổi Giáp Thìn phạm hình thái tuế, việc làm ăn trục trặc, khó thuận ngay từ đầu. Tam tai năm 2024. Tuổi Giáp Thìn phạm tam tai năm thứ 3, đây là năm để hồi phục và trở mình mạnh mẽ, nên bước đường công danh, sự nghiệp và tài lộc tốt. Năm nay tài lộc bắt đầu trở lại, bản mệnh sẽ có cơ hội thăng tiến, gặp nhiều may mắn hơn. Nhưng lưu ý trong năm này, bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Kim lâu năm 2024. Nam mạng Giáp Thìn, không phạm kim lâu, tốt, có thể đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà. Hoàng ốc năm 2024. Nam mạng Giáp Thìn, không phạm hoang ốc, có thể đứng tên khi xây dựng hoặc mua nhà cửa. Tiếp theo, những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, nam mạng trên các phương diện chính như sau. Về phương diện công danh sự nghiệp, bước sang năm 2024, vận trình của người tuổi Giáp Thìn phải đương đầu với hạn 5 tuổi và cục diện trực thái tuế 2024, vận thế lao dốc không phanh. Chuyện tình cảm nhiều sóng gió, con giáp này dễ bị tổn thương bởi nửa kia, không chỉ trục trặc về tình cảm mà sự nghiệp, tài vận của người tuổi Giáp Thìn cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Dù con giáp này là người tài năng, nhưng dễ vì một phút nông nổi nhất thời mà công việc lao dốc không phanh, dễ cuốn vào thị phi không đáng có. Đặc biệt, năm 2024 người tuổi Giáp Thìn không nên bỏ ra quá nhiều tiền vào việc đầu tư để tránh rơi vào cảnh phá sản, trắng tay, tốt nhất nên tĩnh không nên động. Về công việc, do bước vào vòng hạn 5 tuổi nên tai ương bủa vây, công danh sự nghiệp chững lại, kế hoạch dễ đổ bể, biến động về công việc khá nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Bên cạnh đó, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khó nắm bắt cơ hội thăng tiến. Cạnh tranh, đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng, không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ, khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa, chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, thái tuế còn khiến tư tưởng của người tuổi Giáp Thìn có nhiều bế tắc,
hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan, đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho tuổi Giáp Thìn là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo công việc gì cũng hỏng, mưu sự trong năm phải tính toán thận trọng. Việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bản mệnh mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi Giáp Thìn trở mình. Khi có các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới. Đặc biệt, theo tử vi khoa học, vận quý nhân vượng chính là cứu tinh soi sáng tiền đồ của Giáp Thìn. Trong năm 2024, cơ hội đã bày ra sẵn trước mặt. Chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng, tự phụ, hành sự sẽ khéo léo hơn một chút, thì tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều rắc rối quấy rầy bạn. Nhờ đó, sự nghiệp của những chú rồng sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó, bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. Về mặt tài lộc, cũng giống như phương diện sự nghiệp, chịu hạn xấu từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của người tuổi Giáp Thìn cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát. Trong năm có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến, dù bản mệnh vẫn có kiếm được tiền, nhưng kiếm ít tiêu nhiều, những dự án hùn hạp làm ăn cũng dễ gặp bất trắc lửa chừng. Họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này, cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng trở nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Nếu nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu thiệt nhiều nhất có thể, do đó, bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Nhìn chung, tuổi Giáp Thìn năm Mạng năm 2024 chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, khi đó, thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật giá leo thang, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh cảnh vay mượn, nợ nần quý bác nhé. Về mặt tình cảm gia đạo, đương đầu thái tuế, lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn được dự đoán buồn nhiều hơn vui. Với một số người tuổi Giáp Thìn đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bột phát nhất thời mà hành sự gây tổn thương cho người kia. Đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về mặt sức khỏe, sức khỏe giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau, bệnh tật khó tránh. Vì vậy, năm nay quý bác Giáp Thìn cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những thương tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm, cãi vã, kẻo xảy ra xô xát, dẫn tới họa huyết quang. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nam mệnh Giáp Thìn chú ý các vấn đề về nội tiết, tránh căng thẳng thần kinh, dễ làm bản mệnh đau đầu, mất ngủ, hung tinh thiên khốc còn ám chỉ có tang chế trong nhà. Tuổi Giáp Thìn nên quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đi kiểm tra thân thể toàn diện để kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi, quý vị nhé. Vâng, quý bác Giáp Thìn kính mến, mỗi gia đình của chúng ta đều có chuyện buồn phiền, riêng mỗi con người sinh ra đều có số phận riêng. Chẳng ai giống ai, Giáp Thìn đừng so sánh với người khác về danh vọng, địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn. Nhưng mệnh chủ hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ, đừng lo nghĩ về những chuyện mà bản mệnh không thể thay đổi, vì chẳng được gì mà lại còn làm hại cho sức khỏe của chính mình. Bản mệnh nên hiểu rằng, phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình mới là chân ái, miễn là bản thân thấy phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc mình muốn mỗi ngày một cách thích thú, thì Giáp Thìn mới thật sự đã sống hạnh phúc từng ngày. Chính vì vậy, dù thế nào quý bác tuổi Giáp Thìn
Hãy luôn tích cực, lạc quan và vui vẻ, thích gì hãy làm và hưởng thụ, thêm việc rèn luyện thể thao, thể dục, thường xuyên ra ánh sáng mặt trời và thay đổi thực phẩm đa dạng, thì cuộc đời và các phương diện cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp. Hy vọng rằng quý bác Giáp Thìn sẽ luôn dồi dào sinh khí, tràn đầy sức sống, tinh thần thoải mái, dễ chịu và luôn hạnh phúc với đời. Lời Phật dạy. Quý vị và các bạn thân mến, hành động quyết định vận mệnh con người, sướng khổ, hạnh phúc, bất hạnh, giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định. Sống an nhiên, đời chẳng buồn phiền, sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. An nhiên là trạng thái cơ thể thư thái, không ưu phiền, tự do tự tại, cuộc sống được diễn ra êm đềm, không vướng mắc chuyện thế giới quan, tâm tính con người sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, gặp thuận lợi lòng hân hoan vui sướng, gặp trái tay gai mắt tâm trạng dễ bực dọc, nhẹ thì giữ trong lòng, nặng thì buông lời oán trách cay nghiệt. Nhu cầu và tham vọng của con người cũng thay đổi không ngừng, khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ sinh ra nhu cầu kia, vì vậy mới có câu lòng tham không đáy. Những người bị cuốn vào ma mãnh của đồng tiền, danh vọng, khó lòng mà thoát ra được nếu không tu thân. Bình tâm trước cuộc đời này, họ có thể sẵn sàng tạo nghiệp, gieo nhân ác chỉ để thỏa mãn dục vọng tiền tài. Theo lời Đức Phật thì nếu thành công quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng, tự phụ, có khó khăn, hoạn nạn thì ý chí ta mới được rèn luyện, bản thân mới trưởng thành. Cũng giống với đường tăng khi đi thỉnh kinh, phải vượt qua 81 kiếp nạn, bao ải gian khó có thể mất tính mạng thì mới có được ngày chân kinh, tu thành chính quả. Vật chất tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phương tiện sống, đừng để tính, tham sân si, khiến ta lao vào vòng xoáy cuộc đời, không thoát ra được, để rồi đi gần hết cuộc đời, ta mới ngộ ra, sống mà chỉ như tồn tại. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ, khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố làm hay suy nghĩ gì nữa. Hãy ngồi xuống quán chiếu hơi thở, thiết lập sự bình an để phục hồi năng lượng cho cơ thể và tâm hồn bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có nên bạn không thể sống vui là vì vậy. Bạn có mắt nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù, họ chỉ ao ước để được nhìn. Bạn có miệng nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc họ chỉ ước ao để nghe được và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo, họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương. Bạn có thời gian nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi là họ cũng vui rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.